Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 5 tập 89. Ở cuối tập trước, sau khi trong thư phòng sáng ngời, Tô Thiên nghe thấy Tiêu Viêm yêu cầu liền trợn mắt há mồm, động tác cũng lập tức ngừng lại. Đối với thế giới ở đáy tháp, Tô Thiên cũng đã từng có tiếp xúc, nơi đó dường như không có sự sống, chỉ có nham thạch nóng chảy không ngừng chảy xuôi. Thậm chí ngay cả năng lượng ở đây cũng vô cùng cuồng bạo, loại địa phương tuyệt cảnh này người bình thường còn tránh không kịp. Ai ngờ Tiêu Viêm lại còn muốn chủ động quay trở lại đó, khiến Tô Thiên không khỏi có chút thất thố. Nhìn bộ dáng của Tô Thiên, Tiêu Viêm cũng là xấu hổ cười lắc đầu nói, ta từng ở lại đó một khoảng thời gian, tình huống ở đó cũng biết một chút. Tuy năng lượng trong đó cuồng bạo dị thường nhưng lại chứa năng lượng hỏa thuộc tính cực kỳ tinh thuần. Đối với người tu luyện công pháp hỏa thuộc tính mà nói, đó không khác gì một ít động tiên có năng lượng đầy đủ. Cho dù năng lượng ở đó có cuồng bạo thì đối với ta cũng không có uy hiếp gì, nơi đó chính là nơi mà Vẫn Lạc Tâm Viêm sinh ra. Mà hiện giờ Vẫn Lạc Tâm Viên đã bị ta luyện chế hoàn toàn, ta nghĩ vốn dĩ cũng không có vấn đề. Nghe vậy Tô Thiên khẽ nhíu mày, đặt quyển sách trên tay sang một bên. Trầm ngâm một lát liền ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Tiêu Viêm, chỉ còn cách gật đầu nói được rồi, nếu như ngươi đã cố tình yêu cầu như vậy, liền làm theo ý ngươi đi. Tuy nhiên, ta cũng thực sự nhắc nhở ngươi trước, thế giới nham thạch nóng chảy kia cũng không phải thực sự bình tĩnh như ngươi thấy. Nếu phát hiện ra chỗ bất thường liền nhanh chóng quay trở về, ta sẽ bố trí các trưởng lão ngay ngoài cửa động. Đa tạ trưởng lão. Nhìn thấy Tô Thiên đồng ý, Tiêu Viêm liền vui vẻ nói. Tên tiểu tử ngươi cuối cùng cũng không chịu ngồi yên một chỗ, cùng đi luôn đi. Tô Thiên lắc đầu thở dài, từ ghế dựa ngồi dậy sau đó bước ra ngoài thư phòng, Tiêu Viêm cũng theo sát mà đi. Ra khỏi thư phòng, hai người chậm rãi rời khỏi trưởng lão viện, đi trong nội viện một lúc lâu sau đó tiến nhập thiên phần luyện khí tháp. Mấy năm mới trở lại thiên phần luyện khí tháp khiến Tiêu Viêm có chút xúc động, nhớ lại năm đó lần đầu tiên hắn tiến vào nơi này cũng mới chỉ là gà mờ một gã mới tiến vào nội viện không lâu. Nhưng hiện nay có thể gọi là miễn cưỡng bước chân vào giới cường giả. Ít nhất tại Hắc Giác vực, sức chiến đấu ngang với hắn cũng chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Thiên phần luyện khí tháp đã mất đi Tâm Viêm nên cũng không có quá nhiều người. Cả không gian rất lớn cũng chỉ có vài nhân ảnh. Lúc này tu luyện ở đây cũng chỉ là một số người thích u tĩnh tu luyện. Hơn nữa ở đây năng lượng hỏa thuộc tính cũng nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều, vì dù gì dưới nền đất dung nham vẫn không ngừng chảy. Mặc dù bị ngăn cách hàng trăm trượng thổ địa nhưng vẫn có một chút thẩm thấu mà qua. Bởi vậy trong thiên phần luyện khí tháp đối với không ít đệ tử tu luyện hỏa thuộc tính mà nói cũng là một nơi không tệ. Hai người Tiêu Viêm vẫn không dừng lại một tầng nào, chỉ nhìn thoáng qua các tầng và tiếp tục đi xuống đáy tháp. Trên đường đi bọn họ cũng gặp không ít các đệ tử đang tu luyện, đám đệ tử thấy hai người liền vội vàng hành lễ, vì đối với đám đệ tử này địa vị của Tiêu Viêm cũng là tương đối cao. Trận chiến cùng địa ma lão quỷ trước đó đã chinh phục những người ở đây. Không có người ngăn trở, chỉ sau 10 phút hai người cũng đi đến tầng cuối cùng của thiên phần luyện khí tháp. Bởi vì năm đó Vẫn Lạc Tâm Viêm bộc phát nên cửa tầng cuối cùng vẫn bị phong tỏa gắt gao, mãi sau khi Tiêu Viêm thu phục được Vẫn Lạc Tâm Viêm khiến phòng ngự cũng không nghiêm mật như trước kia. Tuy nhiên cũng chưa từng mở ra lần nào, vẫn phong tỏa cho tới bây giờ. Không có Vẫn Lạc Tâm Viêm mặc dù mang đến không ít bất tiện, nhưng ít ra cũng làm cho người ta yên tâm không ít. Trước kia chỉ lo cái này bộc phát cũng khiến cho tâm thần căng thẳng không yên. Tô Thiên mở khóa cửa sắt, nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm khẽ cười nói. Ngươi có thể đem cái thứ này thu phục coi như giảm cho chúng ta không ít phiền phức. Nghe vậy Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, trong lòng hắn cũng hiểu được Tô Thiên cố ý nói như vậy bởi vì không muốn hắn vì chuyện thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm mà áy náy. Hắn hơi cảm động mỉm cười nói, đại trưởng lão xin yên tâm. Ta sẽ toàn lực vì thiên phần luyện khí tháp mà chế tạo một Tâm Viêm không bao giờ khô kiệt. Ha ha, hết sức là tốt rồi. Tô Thiên vẫn cười cười, cũng không đem chuyện này để trong lòng. Nếu như nội viện mất đi Vẫn Lạc Tâm Viêm thì thiên phần luyện khí tháp cũng mất đi tác dụng, đây là một tổn thất tương đối to lớn đối với nội viện. Tuy nhiên hắn cũng biết tầm quan trọng của dị hỏa đối với Tiêu Viêm nên cũng không nói thêm gì. Đối với tâm tính của Tô Thiên, mặc dù lão chưa nói ra cái gì nhưng Tiêu Viêm cũng hiểu lão nghĩ cái gì. Bởi vì cho dù là nội viện hay Tô Thiên thì hắn vẫn mang một chút áy náy, bởi dù gì hắn tiến vào Già Nam học viện cũng vì Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hiện giờ mục đích đã đạt được nhưng lại khiến nội viện tổn thất không nhỏ, bởi vậy hắn luôn nghĩ phải giúp nội viện. Tuy nói tụ hỏa hồ cũng có không nhỏ hiệu quả nhưng dù sao nó cũng chỉ là một cái nhân tạo, hiệu quả không thể nào được như chân chính Vẫn Lạc Tâm Viêm ở chỗ này. Chậm chậm đẩy ra cánh cửa sắt nặng nề, trong khi cánh cửa mang tiếng trầm đục mở ra thì một luồng khí tức nóng bỏng như bị phong ấn vô số năm qua chen chúc thổi ra. Khẽ giơ tay trước mặt, Tô Thiên cười khổ nói, chỉ là năng lượng ở bên ngoài đã nóng cháy như thế. Không thể tưởng tượng ở trong thế giới nham thạch còn kinh khủng tới bậc nào, ngươi thực sự muốn trong này tu luyện. Tiêu Viêm mở ra hai tay, hít một hơi năng lượng nóng cháy thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn nói. Loại nóng cháy này chính là loại ta cần nhất, có dị hỏa hộ thể hỏa diễm bình thường đối với ta không có tác dụng, xin đại trưởng lão cứ yên tâm. Tên tiểu quái vật này nghe Tiêu Viêm nói vậy, Tô Thiên thì thầm một tiếng sau đó chậm rãi đi vào không gian vô cùng rộng rãi của tầng cuối cùng thiên phần luyện khí tháp. Tiêu Viêm cũng chậm rãi đi vào, tầng cuối này không có đèn, chỉ thấy một màu đỏ đậm hình thành một đạo ánh sáng, chừng 10 trượng từ động khẩu không ngừng tỏa ra, khiến không gian trong này sáng lên không ít.
Hai người Tiêu Viêm chậm chậm đi bộ thẳng hướng trung tâm động sâu, mà khoảng cách càng gần, không khí xung quanh lại càng thêm nóng cháy. Mà ẩn chứa trong đó hỏa thuộc tính thì từ tinh thuần dần chuyển thành cuồng bạo. Khi hai người dừng trước động khẩu, nóng cháy cuồng bạo khiến Tô Thiên có hơi chút cảm giác bị bỏng. Lão tu hành vốn không phải hỏa thuộc tính công pháp nên năng lượng đơn độc nồng đậm như vậy dĩ nhiên khiến Tô Thiên có cảm giác không thoải mái. Đứng ở động khẩu, Tiêu Viêm dùng sức hít sâu một hơi, nhất thời một luồng năng lượng nóng cháy liền theo hơi thở tiến vào cơ thể khiến thân thể Tiêu Viêm nóng hơn một ít. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng hắn cảm giác được Vẫn Lạc Tâm Viên bỗng dưng hoạt bát hơn trước. Hơi suy nghĩ, hắn nhìn về phía động sâu, đập vào mắt hắn là một phiến đỏ đậm, khí tức nóng bỏng không ngừng từ đó phun ra tựa như một ngọn núi lửa. Từ động khẩu tới thế giới nham thạch nóng chảy vẫn còn một khoảng cách nhưng nóng chảy khí tức tựa như cỗ hùng tâm không hề ít chút nào. Nhìn động sâu, cổ họng hắn không khỏi có chút khô khốc, trong con người đen nhánh như bắn ra một tia sáng mừng rỡ, nơi này đối với hắn tuyệt đối là bảo địa tu luyện. Nếu ở trong này tu luyện một thời gian khẳng định thực lực sẽ tinh tiến không ít. Ngươi đã tự tin có thể trong này tu luyện ta cũng không ngăn cản, ước chừng sẽ có một khoảng thời gian nữa Hân Lam mới rời đi, ngươi vẫn còn có thời gian để tu luyện. Cũng không cần cấp bách, việc tu luyện không thể vội vã. Tuy nói tu luyện không tiến tới hẳn sẽ thụt lùi nhưng phải nhớ tận lực làm theo khả năng kẻo lợi bất cập hại. Nhìn vẻ mặt sung sướng của Tiêu Viêm, Tô Thiên cười cười nói. Ngươi ở chỗ này tu luyện, ta sẽ thay ngươi thông báo cho nhị ca người và đám người Tiểu Y Tiên để cho bọn họ không cần lo lắng. Nơi này ta sẽ phái thêm một vài tên trưởng lão tu hành hỏa thuộc tính công pháp, nếu có gì biến cố bọn họ sẽ biết được trước tiên. Đa tạ đại trưởng lão nhìn Tô Thiên an bài mọi việc thỏa đáng, Tiêu Viêm cũng chỉ còn biết mỉm cười, gật đầu nói. Còn đối với ta khách khí cái gì? Hiện tại có lẽ ngươi xuống đó trước thử xem. Ta sẽ canh gác cho ngươi trước nếu có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn liền phát tín hiệu, ta sẽ đi xuống cứu ngươi, Tô Thiên phất tay nói. Tiêu Viêm liền gật đầu, ánh mắt nhìn về động sau không thấy cuối, không chần chờ thở ra một hơi, cắn chặt răng, thân hình vừa động trực tiếp nhảy vào. Ngay tại khoảnh khắc Tiêu Viêm nhảy vào động sâu, một đạo âm thanh kinh dị từ trong nham tương truyền tới. Bởi vì trước lúc đó hắn tựa như cảm giác, ở dưới sâu bên trong có một tiếng gọi nhàn nhạt vang lên. Trong cùng phong nóng cháy gào thét bên tai, thân ảnh của Tiêu Viêm vẫn linh hoạt, không ngừng phóng xuống. Thân thể càng tiếp cận thế giới nham tương sâu trong lòng đất, không khí để hô hấp cũng càng trở nên nóng rực. Hỏa diễm xanh biếc lặng lẽ xuất ra từ trong cơ thể Tiêu Viêm, ngăn cách thân thể và ngoại giới. Nhìn xuống bên dưới được bao phủ bởi một màu đỏ thẫm, hắn hít nhẹ một hơi, ánh mắt trở nên cẩn trọng. Loại địa phương như thế này có không ít nguy hiểm, không phải là nơi để du ngoạn, cẩn thận một chút cũng không thừa. Trước đó, tâm linh của hắn cảm giác được có một sự triệu hoán mỏng manh, như có như không, xuất hiện trong chớp mắt rồi lại tán đi trong hư không. Tình cảnh quỷ dị ấy làm cho Tiêu Viêm nghi hoặc cảm giác của bản thân có chính xác hay không. Sau một thời gian giằng co với nhiệt độ nóng cháy này, tầm nhìn của Tiêu Viêm đột nhiên trở nên thoáng đãng. Trước mặt hắn chợt hiện ra một thế giới nham tương trải dài không thấy điểm tận cùng, từng đám bọt khí khổng lồ trào ra, phình to, rồi cuối cùng nổ tung thành những đám khói trắng bay lên cao. Bên trong loại khói trắng này ẩn chứa một loại kịch độc, nếu hít phải cũng tạo thành phiền toái không nhỏ. Tâm thần Tiêu Viêm vừa động, song dược ngọc cốt sau lưng từ từ xuất ra, chậm rãi vỗ nhẹ, mang thân thể của hắn vững vàng huyền phù trên không trung của thế giới nham tương nóng cháy. Trong lúc thân thể huyền phù trong không trung, ánh mắt của Tiêu Viêm cẩn thận nhìn qua khắp mọi nơi. Biển nham tương vẫn tĩnh mịch giống khi hắn rời đi năm đó. Hơn nữa cũng không có dấu hiệu của sự sống, chỉ có âm thanh bạo liệt do bọt khí nham tương nổ mạnh phát ra quanh quẩn. Nham tương ở nơi này có chút sền sệt dính dính, nên cũng khó thấy được hoa lửa tóe ra. Tất cả những điều này làm cho nơi đây có chút tĩnh mịch, gây cho con người một cảm giác áp lực nặng nề. Ai sống lâu ở đây chắc chắc sẽ bị biến đổi tính tình thành quái dị. Thật may mắn, năm đó Tiêu Viêm lại hoàn hảo lâm vào trạng thái chết giả, không nhận thức được tí nào tình huống của ngoại giới. Nếu không, chắc sẽ gặp gian nan không nhỏ. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm thầm cảm thấy may mắn, lại kiểm tra xung quanh thêm lần nữa, cũng không thấy có gì khác lạ. Mới vỗ xong rực ngọc cốt bay đến một vách núi, rút ra huyền trọng xích bao phủ bởi hỏa diễm xanh biếc đâm tới. Trong độ nóng của lưu ly liên tâm hỏa, vách núi cứng rắn bị đâm xuyên qua như cắt đậu hũ. Cổ tay Tiêu Viêm cấp tốc vũ lộng làm đá vụn bắn ra như mưa rào, tạo thành một động phủ rộng rãi ở trên vách đá cứng rắn. Bằng vào lưu ly liên tâm hỏa cực nóng, Tiêu Viêm dễ dàng lập ra một cái động nhỏ trên vách đá dùng để nghỉ ngơi. Xong việc đó, hắn cũng không vội vã tiến ngay vào nham tương để tu luyện du thân xích, mà tiếp tục ở lại trong động, nhắm mắt ngưng thần bắt đầu tiến nhập trạng thái tu luyện. Khi Tiêu Viêm tiến vào trạng thái tu luyện, không khí xung quanh thân thể hắn bắt đầu kịch liệt chuyển động. Những dòng năng lượng đỏ sẫm có thể thấy bằng mắt thường đang phô thiên cái địa kéo đến, cuối cùng cũng dung nhập vào cơ thể của Tiêu Viêm. Sau một khắc hấp thu năng lượng đỏ sậm, đôi mắt đang khép hờ của Tiêu Viêm rốt cục cũng mở ra mang một ý vui mừng như điên, nhưng cũng rất ngưng trọng. Năng lượng ở nơi này thật là vượt xa dự kiến của hắn, nhưng sự cuồng bạo của nó cũng đồng dạng vượt ngoài tính toán của hắn. Nếu hấp thu nhiều năng lượng cuồng bạo như vậy, đối với nhân tính, chỉ sợ sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, bị làm cho lệch lạc. Mà loại ảnh hưởng này, Tiêu Viêm cũng không có khả năng tiếp nhận,
mặc dù hiệu quả vượt xa khi tu luyện thông thường. Hoàn hảo là ta sớm có sự chuẩn bị. Trầm ngâm một thoáng, Tiêu Viêm chợt mỉm cười, bàn tay loáng một cái đã làm nên một thủ thế, một đoàn hỏa diễm xanh biếc đã lượn lờ dâng trào, cuối cùng hoàn toàn bao phủ bàn tay của hắn. Lúc hỏa diễm xuất hiện cũng là lúc Tiêu Viêm bấm tay một cái, trước mặt lập tức xuất hiện một số vật phẩm, trong sự khống chế của hắn cuối cùng cũng huyền phù giữa không trung. Tất cả những vật phẩm này đều là dược tài, tản ra hàn ý, vừa thấy đã biết đây là những dược liệu ẩn chứa năng lượng băng hệ hoặc thủy hệ. Tiêu Viêm tùy ý liếc mắt một cái rồi vung tay lên, làm cho những loại dược liệu tính hàn này đều rơi vào trong tay. Hiện giờ, hắn đã là một lục phẩm luyện đũ ốc sư hàng thật giá thật, khi luyện chế những loại dược liệu bình thường như thế này, giống như dược lão năm xưa, có thể dùng tay làm lò luyện một cách tùy ý. Bị khống chế bởi lực lượng linh hồn của Tiêu Viêm, những loại dược liệu tính hàn này nhanh chóng bị luyện hóa thành một đoàn dung dịch bạch sắc, phát ra ánh sáng, chậm rãi hiện ra. Lần này, Tiêu Viêm không có luyện chế đan dược, mà chỉ tạo ra những loại dược liệu hỗ trợ cho tu luyện. Cũng giống như năm đó dược lão luyện chế một ít cho hắn khi ra ngoài lịch lãm, là những vật phẩm nhỏ nhặt, có lợi cho tu luyện. Vì thế, quá trình luyện chế này chỉ tốn một ít thời gian. Không đến 10 phần chung, toàn bộ tạp chất bên trong đoàn hàn dịch này đều bị trục ra. Nhìn thấy hàn dịch đã trở nên trong suốt bên trong hỏa diễm, Tiêu Viêm lật tay, xuất ra một bình ngọc nhỏ. Sau đó nghiêng miệng bình, đổ xuống một dòng huyết dịch đỏ sẫm cũng mang tính hàn chảy ra từ từ, cuối cùng cũng dung nhập vào trong hỏa diễm, dung hợp vào cùng một chỗ với đoàn hàn dịch trong suốt kia. Lúc hai loại dược liệu vừa dung hợp thành một thì màu sắc của chúng cũng có sự thay đổi. Dưới sự nung chảy liên tục của lưu ly liên tiêm hỏa, tạo thành một chất lỏng màu trắng hơi dính, mang hàn ý từ từ thẩm thấu ra, chống lại hỏa diễm đang luyện hóa. Thấy luyện chế đã thành công, hỏa diễm xanh biếc trên tay Tiêu Viêm cũng dần dần tiêu tán. Bấm tay một cái, mang chất lỏng xiên xệt màu trắng này thu vào bình ngọc. Làm xong việc này, Tiêu Viêm chút bỏ hết quần áo, sau đó mang dịch thể xoa đều trên cơ thể, không bỏ sót một tấc da nào. Khi xoa dịch thể này lên người, một sự lạnh lẽo chợt bao phủ toàn bộ cơ thể của Tiêu Viêm, làn da nguyên là đang nóng cũng trở nên mát lạnh, toát ra một cỗ hàn ý. Mặc dù đang lạnh run người, Tiêu Viêm cũng thừa lúc hàn ý đang mạnh, ngồi xếp bằng lại tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Vừa tiến vào trạng thái tu luyện, một lần nữa, năng lượng hỏa thuộc tính nóng cháy xung quanh lại như được dẫn dắt, phô thiên cái địa tiến vào trong cơ thể của Tiêu Viêm một cách dũng mãnh. Lúc này, những luồng năng lượng đỏ sậm như ngưng thành thực thể không ngừng trùng kích vào thân thể đã phủ đầy hàn dịch của Tiêu Viêm. Khi nóng lạnh tương giao, sự nóng cháy của năng lượng cũng dần dần bị cái lạnh của dược liệu hàn dịch hóa giải. Sau đó chuyển thành năng lượng tinh thuần, tất cả đều quán chú vào cơ thể Tiêu Viêm. Tiêu Viêm dùng tinh thần dò xét những đoàn năng lượng nóng cháy này, cảm thụ được năng lượng cuồng bạo đã bị hóa giải đến mức gần như không còn, mới vừa ý gật đầu. Sau đó khống chế luồng năng lượng khổng lồ này, dựa theo phần quyết chậm rãi vận chuyển thành đấu khí hùng hậu tinh thuần, dung nhập vào bên trong kinh mạch đã được Tiêu Viêm mở rộng ngày hôm qua. Hỏa thuộc tính trong thế giới nham tương này vô cùng nồng đậm, tạo cho Tiêu Viêm một sự kinh hỉ không nhỏ. Hơn nữa, hiện tại năng lượng cuồng bạo bên trong đã bị hàn dịch hóa giải nên đã có thể hấp thu hoàn toàn, không còn kiêng kỵ gì. Theo tốc độ này, Tiêu Viêm tin tưởng trong vòng 3 tháng hắn sẽ đột phá thành công cảnh giới lục tinh đấu hoàng. Tiêu Viêm tu luyện lần đầu trong thế giới nham tương cũng không lâu lắm, thời gian chỉ khoảng 1 giờ. Đôi mắt bình tĩnh chậm rãi mở ra, trong con người màu đen bắn ra chút hỏa mang, trong ít hầu phun ra một hơi thở nóng rực, cuối cùng từ từ tiêu tán. Bàn tay hơi nắm lại, cảm thụ được một luồng đấu khí dâng trào, Tiêu Viêm không khỏi nhếch miệng thản nhiên cười nhẹ. Nơi này quả nhiên rất phù hợp với hắn, tu luyện không đến 1 giờ, hắn cảm nhận được đấu khí đã có sự tiến bộ không nhỏ. Nếu tu luyện lâu dài, tất nhiên sẽ tiến triển khủng khiếp. Nhưng có một điều còn chưa được hoàn mỹ, chính là không khí nơi này lại quá mức tĩnh mịch và áp lực, muốn tu luyện lâu dài, phải chuẩn bị trước tâm lý chịu đựng cô đơn. Tu luyện vốn dĩ là việc buồn tẻ, muốn đạt được lực lượng phi thường phải trả giá bằng cố gắng phi thường. Trên thế giới này, không có chuyện lực lượng tự nhiên mà đến, sự tình này, trải qua thời gian dài như vậy, Tiêu Viêm đã sớm hiểu được. Bởi vậy, dù biết tu luyện nơi này sẽ rất gian nan, nhưng Tiêu Viêm vẫn như cũ không thay đổi sự lựa chọn của mình. Sau một ngày trong thế giới nham tương, Tiêu Viêm rốt cục cũng tu luyện du thân thước. Hoàn cảnh nơi này đối với tu luyện quả thật là quá hoàn mỹ. Mới bắt đầu tu luyện, dĩ nhiên là gặp rất nhiều khó khăn. Du thân thước cấp bậc không thấp, nên hoàn toàn luyện được dĩ nhiên là không dễ. Nhưng cũng may, thiên phú tu luyện của Tiêu Viêm không thấp, khi tu luyện không bị rẽ vào đường vòng. Vì thế, sau mấy ngày tu luyện trong nham tương, bản thân dù gặp không ít nguy cơ, cũng đã phần nào nắm bắt được phương pháp tu luyện, thi triển chiêu pháp cũng không đến nỗi nào. Tuy khoảng cách đến đại thành còn dài, nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi có thể đạt được trình độ như vậy, đã là nhất biểu thiên tài. Chỉ cần cho Tiêu Viêm đủ thời gian, muốn hoàn toàn luyện được du thân thước là chuyện hắn nắm chắc trong tầm tay. Trong thế giới nham tương nóng cháy và tĩnh mịch này không có khái niệm về thời gian, nhưng Tiêu Viêm biết được mình đã tiến vào đây gần 10 ngày. Trong 10 ngày này, thu hoạch của hắn là không nhỏ, không những hoàn toàn củng cố cảnh giới ngũ tinh đấu hoàng, hơn nữa du thân thước của hắn càng ngày càng thuần thục. Theo thời gian, Tiêu Viêm càng trở nên thích ứng với thế giới nham tương này, làm cho hắn càng thêm thoải mái.
Dưới sự thích ứng với hoàn cảnh, Tiêu Viêm vẫn để tâm cảm nhận sự triệu hoán như ẩn như hiện của ngày hắn vừa đến. Cuối cùng cảm giác kia lại lặng lẽ xuất hiện thêm lần nữa. Lần cảm thụ này càng rõ ràng hơn, sau khi trải qua dò xét cẩn thận, hắn kinh ngạc phát hiện đối tượng phát ra ý triệu hoán này lại giống như do Vẫn Lạc Tâm Viêm. Thế giới nham tương đỏ thẫm, tràn ngập tĩnh mịch, tựa hồ không có dấu hiệu của sự sống, cũng không nhìn thấy điểm cuối, tựa như mặt nước tĩnh lặng, không một gợn sóng. Yên tĩnh, dường như bao trùm mỗi tấc của địa phương này. Trong thế giới nham tương nóng chảy này chợt vang lên một âm thanh trầm thấp. Nham tương nóng chảy tựa như bị điều gì tác động mạnh mẽ sôi trào, tạo thành những cột hỏa diễm đầy hoa lửa gào thét dựng thẳng lên. Cuối cùng vỡ tan bắn ra nham tương đầy trời, mang theo tiếng nổ ầm ầm vang động. Dưới màn hoa lửa do nham tương nóng chảy tạo thành, hiện ra một đạo thân ảnh để trần nửa thân trên, da thịt trần trụi bao phủ bởi một lớp màng màu trắng nhạt. Hiện tại, trong tay hắn cầm một cây thước cực đại nhanh chóng vũ động tạo thành những đường cong huyền ảo, liên miên bất tuyệt tạo ra những tàn ảnh xung quanh cơ thể, bao phủ toàn thân, ầm ầm oanh kích xuống. Nham tương trong phiến thước ảnh như thiên la địa võng này, nhanh chóng bị bắn ngược trở ra. Thước ảnh được vũ lộng thành nhiều tầng dày đặc, ngay cả nham tương bao phủ bên ngoài cũng không lọt vào một giọt. Phòng ngự nghiêm mật như thế thật là làm cho người ta phải cứng lưỡi. Nham tương nóng chảy ầm ầm rơi xuống, tóe ra hoa lửa dày đặc, sau đó chậm rãi bình ổn, mà bóng người đứng trên nham thạch kia cũng đang thở hổn hển, từ từ dừng việc vũ lộng thức ảnh. Khi đạo thức ảnh cuối cùng tiêu tan, cũng hiện ra một khuôn mặt trẻ tuổi lộ vẻ mỏi mệt nhưng rất hưng phấn. Rõ ràng, đó chính là Tiêu Viêm đang tu luyện trong thế giới nham tương. Trọng thức trong tay ngừng vũ động, Tiêu Viêm liền lau mồ hôi trên trán. Bị nham tương nóng chảy cao mấy trượng đánh xuống như thế này, quả thực là khủng bố, làm người ta phải ngưng tụ tất cả tâm thần đối phó. Nếu lỡ bị nham tương nóng bỏng này dính vào người, chỉ e rằng cả thân thể ngay lập tức sẽ biến thành thịt nướng. Chấm dứt việc tu luyện, lúc trên cánh tay của Tiêu Viêm truyền đến từng cơn đau nhức. Cúi xuống liếc nhìn huyền trọng thước, đã thấy trên thân thước đã bị nham tương đỏ rực bao phủ, nhiệt lực không ngừng truyền lên làm cho bàn tay hắn trở nên nóng rực. Bất quá, loại nhiệt độ như thế này đối với Tiêu Viêm cũng không tính là gì, ánh mắt hắn lại chuyển rời về thân thể, không tránh khỏi nhíu mày một cái. Chỉ thấy được trên thân thể bao phủ toàn bộ trong hàn dịch của Tiêu Viêm xuất hiện những vết đỏ đậm. Hiển nhiên là do nham tương của những cơn sóng nham thạch nóng chảy bắn ra tạo thành. Nhưng vì cơ thể của hắn đã được hàn dịch bảo hộ nên cũng rất may mắn không tạo thành thương tổn đáng kể nào. Tuy thân thể không bị thương nhưng điều này chứng tỏ lục hợp du thân thức của Tiêu Viêm vẫn chưa chân chính tu luyện thành công. Như vậy, hắn cũng chưa thể tùy tiện tiến vào trong bên trong nham tương nóng chảy mà không bị thương tổn. Sau này, khi chiến đấu với người khác, khi phòng ngự không liền mạch, thân thể hắn không phải đối diện với nham tương thế này mà sẽ mất mạng bởi đấu khí sắc bén của địch nhân. Như ta dự kiến, lục hợp du thần thức này cũng không phải dễ tu luyện thành công. Tiêu Viêm lắc đầu nhẹ nhẹ, thở dài than. Dĩ nhiên, đối với tiến độ tu luyện của mình, Tiêu Viêm cũng không lấy làm bất mãn. Hắn cũng không rõ ràng, trong 15 ngày ngắn ngủi, bản thân tu luyện lục hợp du thần thức đến trình độ như hiện tại là nhanh hay chậm. Muốn tu luyện thức pháp này đến tận cùng hoàn mỹ, theo hướng dẫn của linh hồn ấn ký trong quyển trục, mặc dù với thiên phú tu luyện của Tiêu Viêm cũng khó có thể đạt được hiệu quả như thế. Dù sao đi nữa, đây cũng là đấu kỹ địa cấp, nếu dễ dàng tu luyện thành công thì thật là một chuyện nực cười. Nhớ lại trước đó, khi tu luyện sơ cấp địa giai đấu kỹ diễm phân phệ lãng thước, Tiêu Viêm đã nếm không biết bao nhiêu khổ ải, trước sau có thể nhắc lại một lượt. Mang huyền trọng thước cầm trên tay thu vào nạp giới, Tiêu Viêm điểm mũi chân lên nham tương nóng chảy, trên vai hiện ra song rực ngọc cốt, từ từ kéo dài, nhẹ nhàng rung lên lướt lên không. Tránh khỏi độc vụ trong nham tương, hướng về sơn động trong vách đá lao đi. Đã nửa tháng thời gian từ khi tiến vào thế giới nham tương này, Tiêu Viêm cũng không ra ngoài nửa bước. Hắn chỉ ngẫu nhiên tiến lên tầng động phía trên nơi các trưởng lão canh giữ báo một tiếng, để họ biết bản thân hắn không gặp phải chuyện gì bất trắc. Nửa tháng tu luyện đến mất ăn mất ngủ, tuy buồn tẻ và cô tịch nhưng hiệu quả thu được thì rất rõ ràng. Hiện tại, đấu khí trong cơ thể của Tiêu Viêm càng trở nên hùng hậu, theo hắn cảm ứng, đã từng bước tiến vào cánh cửa lục tinh đấu hoàng. Hơn nữa, không biết nguyên do có phải vì tu luyện ở nơi hỏa thuộc tính đặc biệt tinh thuần hay không, mà đấu khí trong nội thể của Tiêu Viêm càng thêm nóng bỏng. Dĩ nhiên, song song đó, lục hợp du thần thức của Tiêu Viêm càng trở nên thuần thục. Tuy vẫn chưa hoàn toàn thành công, nhưng ít ra cũng tốt hơn rất nhiều so với khi bắt đầu tu luyện. Vào sơn động, Tiêu Viêm cố nén mọi sự đau nhức trong cơ thể, lập tức khoanh chân ngồi xuống đi vào trạng thái tu luyện. Trong thời gian này, hắn phát hiện sau khi luyện lục hợp du thần thức lại lập tức tu luyện, cơ thể có thể hấp thu hỏa thuộc tính mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí, khi hỏa thuộc tính hùng dũng tiến vào thân thể, hắn có thể ẩn ước nghe được những âm thanh đói khát của từng tế bào và cả khí quan bên trong. Thực lực tinh tiến theo từng ngày làm cho Tiêu Viêm có thể nhẫn nại chịu đựng sự cô tịch. Hiện tại, hắn sắp bước vào Trung Châu, một nơi tàng long ngọa hổ, cường giả như mây. Nơi đó không phải là Hắc Giác vực, càng không giống Gia Mã Đế quốc. Ở hai nơi này, bằng thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm có thể thoải mái ngao du, nhưng nơi đó, Trung Châu, lại không thể được. Hơn nữa, muốn từ đan hội do đan tháp tổ chức kiếm được một trong 10 danh ngạch cũng không phải là việc đơn giản.
Dù sao, đan hội của đấu khí đại lục cũng có rất nhiều luyện dược sư tề tựu, đều là thiên tài khắp nơi trên đấu khí đại lục, cùng nhau tranh phong tại đan hội. Nếu muốn vượt lên trên những nhân vật có thiên phú luyện dược kinh người này mà không có bổn sự chân chính thì tuyệt đối không có nửa điểm thành công. Mặc dù thiên phú của Tư Viêm cũng rất biến thái, nhưng ngay cả Dược lão khi tham gia đan hội năm đó cũng không dám có chút xem thường. Tất cả những điều này cũng làm cho hắn cố gắng nén sự cô tịch xuống, tạo động lực truy cầu nâng cao thực lực. Dù sao, chỉ khi nào chiếm được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hắn mới có thể hoàn toàn hóa giải ma độc ban trong cơ thể và có khả năng giải cứu Dược lão và phụ thân của mình. Khi ý niệm này hiện lên trong đầu, hai mắt lộ ra vẻ mệt mỏi của Tiêu Viêm cũng trở nên kiên nghị, hắn chậm rãi nhắm mắt, tiếp tục những ngày tu luyện buồn tẻ. Trong thế giới nham thạch nóng chảy đầy tĩnh mịch này, khái niệm thời gian cũng không tồn tại, nên Tiêu Viêm càng dễ dàng nhận ra sự tăng trưởng thực lực của mình. Hơn nữa, lục hợp du thần thức càng ngày càng đi vào quỹ đạo, hết thảy tiến hành việc nào ra việc đó. Dựa theo tiến độ này, cao nhất là 2 tháng nữa, Tiêu Viêm đã có thể đánh sâu vào cảnh giới lục tinh đấu hoàng. Trong khoảng thời gian này, những tia triệu hoán mơ hồ khó hiểu kia lại thường xuyên xuất hiện. Việc này làm cho Tiêu Viêm rất nghi hoặc. Hiện tại, hắn có thể khẳng định, sâu trong nham tương nóng chảy này, có một vật thần bí phát ra triệu hoán với vẫn lạc tâm viên trong cơ thể hắn. Nhưng tuy đã khẳng định, Tiêu Viêm vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Tuy thế giới này rất tĩnh mịch, nhưng Tiêu Viêm vẫn cảm giác được một khí tức nguy hiểm nhàn nhạt ẩn chứa bên trong nham tương nóng chảy. Thậm chí, trong khoảng thời gian này, hắn đều tu luyện ở khu vực này, không dám đến nơi khác. Hắn lo ngại khi phát sinh biến cố, hắn hoàn toàn không thể đào tẩu. Những cơn sóng lửa do nham tương tạo thành ầm ầm rơi xuống, cuối cùng tạo thành những âm thanh thật lớn vang động trong phiến không gian tĩnh mịch này. Ở bên trong sóng lửa, Tiêu Viêm để trần nửa thân trên, sắc mặt ngưng trọng, không ngừng vũ lộng huyền trọng thước theo những quỹ tích huyền diệu, tạo thành từng tầng thước ảnh trùng trùng điệp điệp, liên miên bất tuyệt, kín kẽ như lưới trời, bao phủ quanh thân, nên đón những cơn sóng lửa ập đến. Những cơn sóng này, khi còn chưa tiếp cận bên trên thước ảnh, đã bị một cỗ lực lượng xảo diệu đẩy ra, lặng lẽ tiêu tán. Từ xa nhìn lại, bên trong sóng lửa trùng trùng điệp điệp xuất hiện một cơn lốc xoáy do thức ảnh tạo thành, mà những nham tương nóng chảy như thác đổ xuống. Khi tiếp xúc với lốc xoáy, toàn bộ đều bị bắn ngược trở lại. Kiểu phòng ngự kín kẽ như vậy hoàn toàn có thể làm người ta tán thưởng. Tiêu Viêm vũ lộng thức pháp trong tầng tầng sóng lửa, ánh mắt chợt ngưng kết, đột nhiên quát nhẹ một tiếng, trọng thức trong tay cũng chợt ngừng lại trong khoảnh khắc. Ngay khi tầng phòng ngự tiêu tán hoàn toàn, trong một cái chớp mắt, từng tầng thức ảnh sáng rực phóng ra, hiện lên từng đạo tàn ảnh. Sa hỏa. Tiếng quát to vang vọng trong thế giới nham tương nóng chảy, bốn đạo hỏa mang khổng lồ ước chừng 10 trượng từ trong thức pháp giao nhau xuất hiện. Tựa như một tấm lưới hơi thô lậu do thức pháp tạo thành, bạo phát mà ra, chợt bùng nổ gây nên một lực lượng mãnh liệt, cư nhiên đem tầng tầng sóng lửa sinh sôi bất diệt trước mặt xé rách. Nham thạch nóng chảy rơi xuống, bắn ra bốn phía, tạo thành một dòng chảy về hướng đông. Trong cơ thể Tiêu Viêm lúc này cũng xuất hiện một ngọn lửa xanh biếc, bao phủ tràn ngập, chống lại nham tương đang đổ xuống. Nhìn nham tương nóng chảy đang sôi trào lên trước mặt, trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên một niềm vui sướng. Chỉ vẻn vẹn chưa đến một tháng, hắn có thể thi triển lục hợp du thân thức đánh nứt sóng lửa, chứng tỏ thức pháp đã đạt được chút thành tựu. Tốc độ như thế này có thể xem như cực kỳ nhanh chóng. Loại tốc độ này ngay cả chính bản thân Tiêu Viêm cũng không thể dự đoán được. Hít sâu vào một làn không khí nóng bỏng, Tiêu Viêm nhếch miệng khẽ cười một tiếng, vừa định quay về động nghỉ ngơi, sắc mặt bỗng nhiên như bị điều gì làm biến đổi. Chợt mạnh mẽ cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hải vực nham tương không có điểm cuối. Vì ngay trước đó, sâu trong tầng nham tương nóng chảy lại truyền đến một cỗ triệu hoán. Hơn nữa, lực triệu hoán của lần này lại mạnh hơn nhiều so với những lần trước. Đến tột cùng, phía dưới kia có cái gì vậy? Tại vì sao lại có ảnh hưởng to lớn với Vẫn Lạc Tâm Viêm, gây nên động tĩnh đến như thế? Đôi mắt của Tiêu Viêm không ngừng lóe quang mang, sắc mặt cũng hơi biến ảo. Trong thời gian này hắn tràn đầy tò mò đối với sự triệu hoán mà hắn không hiểu được kia. Nhưng vì cẩn trọng, hắn lại không dám tùy tiện dò xét. Nhưng hiện giờ, hắn lại chợt động tâm, có lẽ bên dưới kia có thứ gì đó mang đến cho ta bất ngờ ngoài dự kiến. Lần này, bèn mạo hiểm một phen vậy. Trong lòng đã có quyết định, vẻ do dự trong mắt Tiêu Viêm cũng chậm rãi thu lại. Cúi đầu nhìn biển nham tương kéo dài vô tận, trên khuôn mặt của hắn hiện lên một chút ngưng trọng. Đối với sâu trong lòng biển nham tương, tột cùng có sự tình gì, hắn cũng không rõ ràng lắm, muốn xâm nhập vào đó, phải có thực lực mạnh mẽ dị thường. Bởi vì nhiệt độ cực cao, cộng thêm áp lực do nham thạch nóng chảy tạo thành, cho nên những cường giả tầm thường cũng khó có thể chịu đựng nổi. Dựa theo phỏng đoán của Tiêu Viêm, muốn đi sâu vào bên trong nham tương, thực lực phải đạt đến cấp bậc đấu tông. Nếu chỉ là đấu hoàng bình thường, đấu khí không đủ hùng hậu để duy trì, nếu đi xuống, chỉ e rằng họa phúc khó lường. Đương nhiên, Tiêu Viêm vẫn là ngoại lệ. Đây chính là nơi Vẫn Lạc Tâm Viêm sinh ra, mà hắn thân là chủ nhân, muốn tiềm nhập vào bên trong vẫn thoải mái hơn nhiều so với những người khác. Đứng trước nham tương nóng chảy, sau một thời gian trầm ngâm, Tiêu Viêm vung tay một cái, huyền trọng xích một lần nữa xuất hiện trong tay. Sau đó, tay áo phất lên,
phát huyền trọng xích hóa thành một đạo hắc ảnh mà bắn ra, cuối cùng mạnh mẽ cắm sâu vào vách núi phía trên. Lực lượng mạnh mẽ làm cho huyền trọng xích cắm sâu vào vách đá đến mấy thước. Ở bên trong trọng xích, Tiêu Viêm lưu lại một tia linh hồn ấn ký, đây chính là dấu hiệu nhận biết để hắn có thể quay về. Dưới tầng tầng nham thạch nóng chảy, tầm mắt có chút mơ hồ, nông sâu không rõ. Hơn nữa, nham tương còn sình sịch, diện tích vô cùng rộng lớn, nếu càn rỡ xông vào bên trong thì làm sao có thể xác định đúng hướng để quay về phía trên. Nói không chừng, càn rỡ như thế sẽ làm khoảng cách an toàn xa dần mà có một dấu hiệu để cảm ứng. Mặc dù gặp tình huống bất lợi, Tiêu Viêm có thể nhanh chóng tìm được lộ tuyến chuẩn xác để an toàn tháo chạy. An bài xong hết thảy, Tiêu Viêm mới có cảm giác yên tâm, thở nhẹ một hơi. Hỏa diễm xanh biếc từ trong cơ thể chậm rãi tuôn trào ra, cuối cùng cũng bao phủ toàn bộ cơ thể. Từ xa nhìn lại, hắn trông rất giống như đang bị thiêu đốt bởi một đoàn hỏa diễm xanh biếc. Đợi đến khi hỏa diễm đã bao phủ toàn bộ cơ thể, Tiêu Viêm cũng không còn chần chừ. Thân hình nhảy vụt vào bên trong nham tương sình sịch nóng chảy, tạo thành một luồng bọt khí bốc lên dày đặc, rồi lại bạo liệt nổ mạnh. Nham tương vô cùng vô tận lại một lần nữa trở nên tĩnh mịch, chỉ còn lại hắc xích phía trên đang phóng thích hắc mang nhàn nhạt vào không trung, như một ngọn hải đăng dẫn đường. Tiến vào bên trong nham thạch nóng chảy, áp lực do nhiệt độ tạo thành từ bốn phía đã vọt đến như muốn ép Tiêu Viêm thành thịt vụn. Bất quá, đấu khí trong cơ thể của hắn tuôn trào hùng dũng, ngăn cách hắn với ngoại giới, cũng làm áp lực lẫn lực cản giảm đi rất nhiều. Thân hình Tiêu Viêm thoáng dừng lại, cẩn thận đánh giá xung quanh một lần. Khi không phát hiện có biến cố phát sinh, trong lòng mới thoải mái thở dài một hơi. Sau đó bấm tay bắn ra một luồng hỏa diễm vô hình, chậm rãi lượn lờ dâng lên trên đầu ngón tay. Lũ hỏa diễm này xuất hiện, đột nhiên trở nên nóng cháy mạnh mẽ rồi sáng ngời lên, sau đó hỏa diễm hơi đổi hướng. Cuối cùng cư nhiên thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Viêm, hướng đến nơi sâu nhất trong nham tương bắn xuống như thiểm điện. Biến cố đột ngột làm cho Tiêu Viêm nhìn thấy cả kinh, ánh mắt hơi biến ảo. Hắn cắn răng, thi triển thân hình, nhanh chóng đi theo, muốn xem sâu trong nham tương rốt cục có cái gì phát ra triệu hoán Vẫn Lạc Tâm Viêm đi tới. Nhưng điều làm cho Tiêu Viêm nghi hoặc là vì sao năm đó khi hắn thu thập Vẫn Lạc Tâm Viêm lại không xuất hiện loại cảm giác như thế này. Mang theo nghi hoặc trong lòng, thân hình Tiêu Viêm hóa thành một luồng hỏa ảnh xanh biếc, tựa như kình ngư nhập hải. Xuyên qua nham tương nóng chảy đặc quánh mà tới, phát ra một đóa hoa hỏa diễm vô tung vô ảnh có tác dụng như trinh sát dò đường. Đối với phiến nham tương như biển rộng này, Tiêu Viêm gần như không hiểu biết được tí gì. Hắn chỉ có thể biết đây tựa hồ chính là nơi sinh ra Vẫn Lạc Tâm Viêm, ngoài ra hắn cũng không rõ ràng những sự tình khác nơi đây. Đương nhiên, cho dù là đại trưởng lão Tô Thiên của nội viện cũng vô pháp hiểu được có những gì bên dưới địa phương nham tương nóng chảy này. Trong quá khứ, họ chỉ biết đây là nơi bắt nguồn của Vẫn Lạc Tâm Viêm và chỉ muốn dùng mọi biện pháp để phong ấn cửa động lại, ngăn cản nó phá phong ấn thoát ra, cho nên tự nhiên không có ai chủ động tiến vào trong. Sau khi Vẫn Lạc Tâm Viêm bị Tiêu Viêm thu phục, đại trưởng lão Tô Thiên thật ra có xuống thăm dò một lần. Nhưng khi lão thấy nham thạch như hải dương khôn cùng thì sinh ra chút kiêng kỵ, nên đành quay người bỏ đi. Dù sao lão cũng không giống như Tiêu Viêm, tuy có thực lực đấu tông siêu cường, nhưng đứng trước thế giới nham tương nóng chảy đã hình thành trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, vẫn cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Vì vậy, lão cũng chỉ còn cách thu hồi ý niệm tìm hiểu nơi này mà rời đi. Chính vì thế, Tiêu Viêm cũng không thể thu được bất kỳ tin tức gì trong thế giới này, hết thảy chỉ biết dựa vào chính mình mà hành động. Bên trong thế giới nham tương mờ mịt vô tận đỏ thẫm một màu, đạo hỏa diễm xanh biếc đang bay lượn lên xuống nhanh chóng này lại trở nên hấp dẫn sự chú ý. Bên trong hỏa diễm xanh biếc, khuôn mặt Tiêu Viêm trở nên nghiêm nghị, ánh mắt ngưng trọng. Hắn đã lặn xuống nham tương hơn 20 phút rồi nhưng Vẫn Lạc Tâm Viêm trước mặt vẫn trước sau đi xuống, không có dấu hiệu ngừng lại. Điểm này làm cho Tiêu Viêm càng không dám thả lòng. Vì lặn xuống đã sâu nên áp lực xung quanh càng ngày càng khủng bố, nếu không có Lưu Ly Liên Tâm Hỏa trợ giúp, bằng vào thực lực ngũ tinh đấu hoàng của Tiêu Viêm thì tuyệt đối không có khả năng chống đỡ đến bây giờ. Nhưng mặc dù là vậy, trong tình huống khó khăn này, điều động Lưu Ly Liên Tâm Hỏa cũng cần lượng đấu khí lớn đến kinh người. Dù lượng hỏa thuộc tính trong nham tương cực kỳ đậm đặc, nhưng cũng không thể bổ sung đầy đủ đấu khí đang tiêu hao với quy mô lớn. Tuy Tiêu Viêm vẫn có thể cầm cự trên diện rộng, nhưng sớm hay muộn, trải qua thời gian dài, đấu khí cũng sẽ hao sạch. Mà hắn lại còn phải tích trữ đấu khí để trở về bên trên biển nham tương nóng chảy này nữa. Từng ý niệm xuất hiện trong đầu, Tiêu Viêm khẽ thở dài một hơi, liếc mắt nhìn về phía trước, nhanh chóng đuổi theo Vẫn Lạc Tâm Viêm, lòng trào dâng một cảm giác thương tâm. Nếu không chú ý, chỉ sợ kết cục sẽ là táng thân bi thảm nơi này. Ngước lên nhìn xung quanh toàn một màu đỏ sậm đập vào mắt. Dưới loại thị giác đơn điệu như thế này, nếu như không mang linh hồn ấn ký gửi lên huyền trọng xích, chỉ sợ Tiêu Viêm lúc này đã lạc mất phương hướng. Nếu như bị lạc trong thế giới nham tương nóng chảy này, không thể nghi ngờ, cuối cùng hắn chỉ có một con đường chết. Tiêu Viêm cất lên một tiếng than nhẹ, tự sâu trong đáy lòng dâng lên một niềm kinh hãi nhàn nhạt. Không hiểu sự tình mới là chuyện đáng sợ nhất. Mặc dù hắn có Vẫn Lạc Tâm Viêm nhưng trong lòng vẫn dấy lên cảm giác vô lực. Cùng thời điểm tiếng than nhẹ trong lòng Tiêu Viêm hạ xuống, trong khi mấu chốt như lúc này, Vẫn Lạc Tâm Viêm đang nhanh chóng bay đi bỗng nhiên dần dần chậm rãi hạ tốc độ xuống.
Nhìn thấy điều này, tinh thần Tư Viêm nhất thời rung lên, trong lòng càng thêm cẩn thận, ánh mắt cũng thận trọng đảo qua bốn phía, đánh giá tình hình xung quanh. Dù nơi này vẫn là một phiến hải vực nham tương đỏ thẫm nóng chảy như cũ, không nhìn ra điểm cuối. Nhưng khi nhìn kỹ, tuy dưới chân Tiêu Viêm vẫn là nham tương nhưng màu sắc đã có vẻ như nhạt hơn một chút. Lộ ra một phiến nham thạch nham đen, làm cho người ta vĩnh viễn không biết cuối cùng trên nền đất này tồn tại những gì. Nhìn quanh một lượt, thần tình Tiêu Viêm lộ ra một chút nghi hoặc. Nơi này cũng không có chỗ nào thần kỳ. Chẳng lẽ sự triệu hoán thần bí kia lại do nơi này phát ra ư? Ngay lúc Tiêu Viêm còn đang nghi hoặc, trước mặt đóa hoa vẫn lạc tâm viêm đột nhiên từ từ bốc cao lên, rồi sinh ra một hỏa nhận khuynh sái đâm xuống. Đạo hỏa nhận này tựa như ngọn đèn soi đường chiếu xạ vào một địa phương đầy nham tương nóng chảy cách đó không xa. Một màn thần kỳ chợt xuất hiện. Chỉ thấy phiến nham thạch đen nhánh cư nhiên lại bị đột ngột nâng lên, sau đó tản ra hào quang sáng rực, nham tương nóng chảy như lốc xoáy trào ra từ bên trong. Biến cố xảy ra làm Tiêu Viêm rất kinh ngạc, liền mang toàn bộ đấu khí thúc dục. Hắn quyết định nếu đột ngột phát sinh tình huống không thể khống chế, sẽ lập tức quay đầu chạy trối chết. Trong nham tương nóng chảy có thể phát ra một cảnh huyền diệu như thế này có nghĩa là sức người không thể chống lại, chạy trốn chối chết chính là lựa chọn tốt nhất mà lý trí mách bảo. Ánh mắt Tiêu Viêm khẩn trương như gặp đại địch trước mặt, quan sát kỹ lưỡng tình huống xảy ra. Rốt cuộc, quang đồ trong suốt rực rỡ kia đã hoàn toàn phóng xuất từ bên trong nham thạch ra ngoài. Vì quang kính bao bọc đôi mắt chính là do lưu ly liên tâm hỏa trong suốt tạo thành, nên tầm mắt của Tiêu Viêm không bị cản trở. Khi hắn nhìn tới cũng chính là hắn trở nên kinh ngạc, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ trước tràng cảnh cả đời hắn khó có thể quên được. Bởi vì bên trong vầng hào quang rực rỡ kia cũng không có vật gì khác ngoại trừ một bộ hài cốt đã trở thành một bộ xương trắng. Phía trên hài cốt tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, nhưng điều chân chính làm cho Tiêu Viêm khiếp sợ chính là một ngọn lửa đang phiêu phù bên trên khối hài cốt. Ngọn lửa này toàn bộ trong suốt, tựa như vật vô hình, đối với người khác có lẽ thật sự xa lạ, nhưng với Tiêu Viêm lại hoàn toàn quen thuộc dị thường. Bởi hỏa diễm này lại chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hơn nữa, Tiêu Viêm chỉ cần liếc mắt là nhận ra hỏa diễm bên trong vầng hào quang tuyệt không có tâm hỏa mà lại là Vẫn Lạc Tâm Viêm chân chính. Như vậy, nói cách khác, Vẫn Lạc Tâm Viêm xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm lúc này lại chính là một loại Vẫn Lạc Tâm Viêm hoàn toàn khác. Giờ khắc này, trong đầu Tiêu Viêm chỉ còn lại một cảm giác mê muội. Trong cùng một địa phương làm sao có thể xuất hiện hai loại dị hỏa giống nhau? Hơn nữa, hai cốt thần bí kia là của ai? Đủ loại bí ẩn xuất hiện khiến cho suy nghĩ trong đầu Tiêu Viêm lẫn lộn với nhau như tương hồ. Mà ngay khi hắn đang mờ mịt, lông tóc trên người chợt dựng ngược lên, nguyên nhân chính là một đạo kình phong nóng cháy đang quỷ dị bắn về phía hắn. Trong thế giới nham tương không có một sinh cơ này, cư nhiên lại có người khác tồn tại. Trong chốc lát, da đầu của Tiêu Viêm cũng nhịn không được, nổi lên một phen tê dại. Kình phong nóng cháy đột nhiên bắn tới, mà ở thời khắc quan trọng này, Tiêu Viêm cũng thể hiện ra năng lực phản ứng kinh khủng. Chỉ thấy lòng bàn chân ngân mang lóe lên, thân thể vặn vẹo uốn cong một cách quỷ dị. Đạo kình phong kia lướt qua bả vai Tiêu Viêm bắn đi, kình phong nóng bỏng khiến nơi bả vai truyền đến một cơn đau nhức bỏng rát. Tránh thoát khỏi công kích này, thân hình Tiêu Viêm cũng run lên, vội vàng thối lui. Chợt xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía kình phong bắn ra, chợt khuôn mặt lại lần nữa trợn mắt há mồm. Ở chỗ Tiêu Viêm đang quan sát, cách vị trí hắn đứng hơn 10 thước, một thân ảnh hồng sắc đang du đãng trong nham thạch nóng chảy. Cả thân ảnh cả vật thể đều đỏ đậm, cùng với màu sắc nham thạch nóng chảy xung quanh giống nhau. Nếu không cẩn thận chỉ sợ cũng khó quan sát được. Hơn nữa, trên thân thể sinh vật đỏ đậm kia, vải đỏ che kín toàn thân, dài ước chừng nửa trượng, cái đuôi màu đỏ hơi vẫy động. Sinh vật màu đỏ cũng đứng thẳng trên hai chân. Chẳng qua hai chân này lại to lớn dị thường, mà đầu của nó cũng tròn vo, đầy những vảy nhỏ xíu che kín. Đôi đồng tử bé xíu, mơ hồ có thể thấy được vẻ hung ác lộ ra, một cái miệng khá lớn hơi hơi ngoác ra, lộ ra chi chít răng nhọn hoắt. Thứ này nhìn toàn bộ dáng thoạt trông như một loại tích dịch có thể đứng thẳng. Từ ngoại hình mà xét, thân ảnh màu đỏ thần bí này rõ ràng không phải nhân loại, mà là một loại sinh vật thần bí Tiêu Viêm cũng không biết. Cho dù sinh vật này đến tột cùng là vật gì, hắn cũng không biết một chút nào. Bởi trước đây hắn cũng chưa từng thấy qua loại sinh vật kỳ dị sống trong dung nham này. Sau khi biết đối phương không phải là nhân loại, thật ra Tiêu Viêm cũng đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng từ trước đến giờ tâm hắn chưa bao giờ thôi không cảnh giác. Vậy mà trên đoạn đường đến đây, hắn căn bản không cảm ứng được một chút hơi thở nào. Mà sinh vật thần bí này có thể dưới tình huống chưa bị hắn phát hiện mà tiến hành tập kích, hiển nhiên thực lực không kém. Hơn nữa người sau có ưu thế địa lợi, nếu không cẩn thận ứng phó một chút, chỉ sợ thật sự sẽ lật thuyền trong mương. Ngay lúc hai mắt Tiêu Viêm đang nhìn chằm chằm vào sinh vật dung nham thì nó cũng hung ác quan sát hắn. Mà khi song phương đối mắt chỉ một sát na, sinh vật dung nham kia đột nhiên nổi hung, trong miệng vang lên từng tiếng kêu chói tai. Sau đó vung mạnh cái đuôi, thú chảo sắc bén trực tiếp xé toạc dung nham nóng chảy, hướng thẳng về phía Tiêu Viêm mạnh mẽ lão tới, muốn chết. Nhìn sinh vật dung nham lại lần nữa vọt lên, ánh mắt Tiêu Viêm đã lóe lên một tia lạnh lẽo, tay áo vung mạnh. Một luồng đấu khí màu xanh biếc, mỏng như sợi tơ từ trong bàn tay bắn ra. Sau đó mạnh mẽ nện lên người sinh vật dung nham đang lao tới. Lực đạo mạnh mẽ,
đem người sau đánh văng ngược ra sau hơn 10 thước mới ổn định được thân hình. Nhưng mà gặp đòn dạy bảo đầu tiên này, trong mắt sinh vật dung nham nhất thời đỏ rực, mang đầy hơi thở cuồng bạo. Cái mồm chi chít răng nhọn kia kêu lên một tiếng, dung nham xung quanh nhất thời chảy xuống nén chặt lại trước mặt nó. Cuối cùng hóa thành một quả cầu dung nham nóng bỏng, giống như một quả đạn pháo, dữ dội bắn thẳng đến Tiêu Viêm. Nhìn thấy thứ này dây dưa không chết không thôi, trong lòng Tiêu Viêm cũng dậy lên một cỗ sát ý, bàn tay mở ra. Sau đó đột nhiên nắm chặt lại, chỉ thấy hỏa cầu dung nham lên đến một độ cao nhất định thì tốc độ giảm chậm. Cuối cùng dừng lại cách Tiêu Viêm khoảng vài thước thì hóa thành một đống nham thạch nóng chảy vỡ tan rơi xuống, dung nhập vào dung nham bốn phía bên trong hải vực. Nhìn thấy Tiêu Viêm lại lần nữa hóa giải công kích của mình, sinh vật thần bí kia cũng phẫn nộ, trong miệng kêu chít chít không ngừng. Rồi sau đó cái miệng rộng không ngừng đóng mở, từng đợt hỏa cầu nham thạch nóng chảy lớn nhỏ nhanh chóng phun ra, liên tiếp không ngừng bắn về phía Tiêu Viêm. Thân hình Tiêu Viêm giống như quỷ mị, mờ ảo dần rồi hóa thành hư vô, nhẹ nhàng tránh thoát từng đợt hỏa cầu nham thạch nóng chảy. Mà khi hắn nhìn thấy sinh vật dung nham tự nhiên có thể liên tục không ngừng phụt lên hỏa cầu nham thạch nóng chảy có uy lực không nhỏ đã hơi nhíu nhíu mày. Chợt trên bàn chân ngân mang chớp lóe, thân hình mang theo một gợn sóng trên lớp nham thạch nóng chảy, nhanh như chớp hiện ra sau lưng sinh vật dung nham kia. Năm ngón tay chập lại, hình thành đao thế, nhanh như chớp trực tiếp cắm thẳng vào lồng ngực sinh vật dung nham kia. Tuy nói rằng tầng lân giáp bên ngoài của sinh vật dung nham này cứng rắn, nhưng dưới sự thúc dục đấu khí của Tiêu Viêm, trường đao càng thêm sắc bén. Bởi vậy gần như chỉ trong chớp mắt, dễ dàng xuyên thủng ngực sinh vật dung nham. Đụng phải một kích chí mệnh như vậy, sinh vật dung nham trong mắt nhất thời lóe lên vẻ không cam tâm, đồng tử tinh mịn nhanh chóng lóe lên tia hung lệ. Tiếng kêu chít chít bén nhọn vang lên, không ngừng từ trong miệng truyền ra, cuối cùng giống như thủy ba lan truyền trên bề mặt nham thạch nóng chảy. Tiếng vang chít chít kéo dài một lát, sau đó dần dần yếu bớt, mà sinh cơ trong mắt nó từ từ tiêu tán. Ánh mắt Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn thân thể dần cứng ngắc của sinh vật kỳ lạ này, mới chậm rãi rút tay về. Mà khi bàn tay sắp rời khỏi khối cơ thể này thì đột nhiên trong lòng máy động, bàn tay sục tìm trong cơ thể nó một hồi, chợt, khi rút ra thì trong lòng bàn tay có thêm một mai xích hồng châu thể. Từ trong cơ thể sinh vật dung nham rút ra, nhưng tay của Tiêu Viêm không có một chút mùi tanh cùng máu tươi, có. Chỉ là một loại dầu mịn trơn màu trắng, mà ở bên trong lớp dầu trơn này, một quả xích hồng châu thể, chớp lóe ra hào quang nóng cháy. Nhìn qua có chút tò mò đem cái xích hồng sắc châu thể này lại gần, trong mắt Tiêu Viêm nhất thời hiện lên một chút kinh ngạc. Hắn biết, bên trong quả châu thể này ẩn chứa một loại năng lượng thuộc tính hỏa có chút cuồng bạo. So với năng lượng hắn trực tiếp hấp thu trực tiếp từ thế giới nham thạch nóng chảy này, năng lượng càng thêm tinh thuần hơn một ít. Hơn nữa năng lượng này cũng tương đối mạnh, một châu thể nho nhỏ này, Tiêu Viêm ít nhất cũng cần tu luyện 2 ngày mới có thể hấp thu hoàn toàn năng lượng của nó. Đây rốt cuộc là loại ma thú gì mà trong cơ thể lại có loại ma hạch này, chẳng qua thứ này đối với những người tu luyện thuộc tính hỏa mà nói, chính là thuốc bổ khó gặp. Chỉ là đáng tiếc, năng lượng này quá mức cuồng bạo, không thể dùng trực tiếp. Nếu không mà nói, đã sắp xỉ bằng cao giao đan dược tăng cường công lực rồi. Tiêu Viêm trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc than, thứ này người khác muốn hấp thu tất nhiên phải cần một thứ khác trung hòa tính cuồng bạo trong đó. Nhưng đối với hắn nắm dị hỏa trong tay mà nói, lại không thành vấn đề, cho nên hắn có thể trực tiếp phục dùng, hấp thu, như làm cho hắn có chút tiếc nuối. Chỉ có một quả xích hồng châu thể, hiệu quả cũng không lớn, chỉ có thể tiết kiệm được mấy ngày tu luyện mà thôi. Tiếc nuối thở dài một tiếng, Tiêu Viêm đem xích hồng châu nắm trong tay, vừa muốn xem xét kỹ ánh sáng kỳ dị phát ra từ nó thì sắc mặt chợt biến chuyển mạnh mẽ. Ánh mắt khẽ chuyển đến hướng nham thạch nóng chảy màu đỏ đậm ở hướng tây, nơi đó nham thạch nóng chảy đột nhiên kịch liệt sôi trào. Ánh mắt gắt gao nhìn chỗ nham thạch đang sôi trào kia, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm cũng dục dịch động, sắc mặt cũng cực kỳ ngưng trọng, thế giới bên trong nham thạch quả thật nguy hiểm rất lớn. Nham thạch nóng chảy màu đỏ đậm sôi trào kịch liệt, một lát sau, đồng tử của Tiêu Viêm đột nhiên mạnh mẽ co rụt lại, chỉ thấy ở khu vực nham thạch đang sôi trào kia, nhóm lớn thân ảnh màu đỏ, giống như một bầy cá, chen chúc nhau lao đến, từng luồng ánh mắt cho đến miệng đầy răng bé nhọn. Làm cho da đầu Tiêu Viêm thấy tê dại, quả nhiên, tên thần lằn lửa kia không chỉ có một mình. Bàn tay xuất chiêu, đem Vẫn Lạc Tâm Viêm đang trôi nổi trên đỉnh đầu thu vào thể nội, bích lục hỏa diễm từ trong cơ thể Tiêu Viêm bùng phát ra. Chỉ với một nhóm thần lằn lửa, giờ phút này Tiêu Viêm đã khó có thể vùng thoát khỏi, bởi vậy cũng chỉ có thể vội vàng toàn lực đón đánh. Ở nơi này ngắn ngủi vài cái chớp mắt, hơn trăm thân ảnh màu đỏ kia liền thoáng hiện ra trước mặt. Cuối cùng đem Tiêu Viêm vây chặt thành từng lớp, trong đồng tử hiện ra vẻ hung tàn, bạo lệ, gắt gao nhìn thẳng vào viên xích hồng châu thể trong tay Tiêu Viêm. Trước nhiều luồng ánh mắt của lũ thần lằn lửa soi mói, Tiêu Viêm nhanh chóng đem vật cầm trong tay thu vào nạp giới. Xem ra bọn người kia đến là do trước lúc chết tên thần lằn kêu gọi. Chỉ là không nghĩ tới dưới nham thạch nóng chảy lại cư ngụ một quần thể sinh vật lớn như vậy, thế nhưng trước kia Tiêu Viêm lại không hề thấy một chút dấu hiệu nào. Mắt lộ ra vẻ đề phòng, chậm rãi đảo qua trên người mấy tên thần lằn mới đến, bên ngoài thân thể Tiêu Viêm, bích lục hỏa diễm càng thêm nồng đậm. Mà mấy tên thần lằn kia hình như cũng có chút kiêng kỵ với lưu ly liên tâm hỏa, bởi vậy vẫn chỉ bao vây xung quanh, chưa lập tức xông lên đem Tiêu Viêm xé thành từng mảnh nhỏ. Cứ như vậy giằng co,
Cũng chưa được bao lâu, liền bị mấy tên thần lằn thiếu kiên nhẫn không cam lòng bị động phá vỡ, một đám hai mắt đỏ đậm, trong miệng kêu chít chít chói tai. Sau đó phá vỡ nham thạch, nhanh như chớp liều chết lao đến chỗ Tiêu Viêm. Đối diện với phần đông thần lằn lửa vây công, sắc mặt Tiêu Viêm cũng đã có chút biến ảo, song trưởng nắm chặt, quyền phong sắc bén mang theo hơi nóng cháy, nhanh như gió cuốn. Mạnh mẽ tác động lên nham thạch nóng chảy khiến nó tạo thành từng vòng gợn sóng, cực kỳ tinh tế oanh kích từng đợt thân ảnh màu đỏ đang xung phong liều chết xông tới. Số lượng lớn nhóm thần lằn lửa này lại hiểu được cách khống chế nham thạch nóng chảy, dù là cường giả đấu vương đỉnh phong bình thường rơi vào vòng vây công của bọn chúng, chỉ sợ sẽ cực kỳ chật vật. Nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói, vẫn chưa có sức uy hiếp quá lớn, mỗi lần trưởng phong lướt qua, một luồng ám kình sẽ trực tiếp đem một tên thần lằn đánh chết. Bởi vậy, giao thủ chỉ mấy phút ngắn ngủi, đã có hơn hai mấy tên thần lằn chết trong tay Tiêu Viêm. Theo số lượng càng ngày càng nhiều của những tên thần lằn chết trong tay Tiêu Viêm, mấy tên thần lằn còn lại rốt cuộc cũng hiểu được người trước mặt cực kỳ cường đại. Tuy nhiên chúng vẫn không lùi bước, thanh âm sắc nhọn chói tai cũng không ngừng từ trong miệng bọn hắn lan truyền ra. Nhìn thấy cử động của nhóm người kia, sắc mặt Tiêu Viêm kịch liệt biến đổi, trải qua một màn lúc trước. Hắn tự nhiên biết rõ, bọn chúng chính là đang kêu thêm người, lấy thực lực của hắn bây giờ ứng phó chừng trăm tên thần lằn xác thực không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu cả ngàn tên, thậm chí nhiều hơn, chỉ sợ kết quả không hay chính là dành cho hắn à. Trong lòng hiện lên ý niệm như vậy, Tiêu Viêm mạnh mẽ cắn răng một cái, cũng không để ý đến lồng ánh sáng trong suốt đang bao quanh mình. Thân hình vừa động, liền hướng lên phía trên dòng nham thạch nóng chảy mà chạy trốn. Mà ngay khi thân hình vừa mới thoát ra khoảng cách mấy chục mét ở phía trên dòng nham thạch nóng chảy, thì ngay lập tức chỗ nham thạch ấy lại kịch liệt sôi trào. Chợt hắn nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ to lớn hiện ra trong tầm mắt. Hơn nữa làm cho lòng Tiêu Viêm trầm hẳn xuống, là trước mặt đông đảo thần lằn lửa, một tên thần lằn hình thể vô cùng cường tráng, đưa mắt dò xét tên thần lằn này. Mặc dù là Tiêu Viêm cũng mơ hồ cảm giác được một luồng áp lực khó hiểu, hiển nhiên, tên thần lằn này thực lực vượt xa những tên khác. Cái này chính là đại phiền toái. Nhìn nhóm thần lằn đông đảo kia, Tiêu Viêm cũng đành dừng thân hình lại, thở dài một hơi, lầm bầm nói. Đến đây thì cũng khép lại phần 5 tập 89 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.